Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy nào. Sammy, nớp, nớp, nớp. Thì như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem cái gì, reaction cái gì vậy, đúng không? Đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction Minecraft phiên bản Bình Dương. Đó. Minecraft độc lạ Bình Dương nha các bạn. Có nha. Có luôn hả? Có. Minecraft đâu có gì đâu đặc biệt luôn rồi. Có, hôm nay tôi đã kiếm được một cái video Minecraft rất là mắc cười luôn. Tôi sẽ cho bà xem. Quay tại Bình Dương đúng không? Đúng rồi, đây chính là Minecraft được quay tại Bình Dương nha các bạn. Và hôm nay mấy bạn hãy cùng xem với mình để coi cái video này nó độc lạ như thế nào mà mình lại nói nó là độc lạ Bình Dương nha các bạn nha. Ok. Rồi. Vô nào. Cấm cười giờ, cấm cười đi. À bây giờ mình chưa cấm cười nha. Okay, bây giờ ai cười sẽ bị gì nè? Búng vô cái. Búng trán đúng không? Okay. Rồi, ai cười sẽ bị búng trán nha các bạn nha, chắc chưa? Chắc. Ok. Ok, rồi vô. Độc lạ nè. Bây giờ video đầu tiên chúng ta cứ cùng nhau xem nha. Bắt đầu thôi. Vâng, và chúng ta đang thấy là có một con ngựa, ngựa xương nó đang bị cưỡi. Và nó con cái gì vậy? Ủa sao cái con bộ xương nó đứng lên? Nó cầm cung bắn luôn vậy. Ủa gì vậy trời ơi? Ủa hóa ra ngựa ở Bình Dương nó vậy mà. Ngựa Bình Dương, cái đó là ngựa xương ở Bình Dương nha các bạn nha. Ngựa mai đó làm sao có mấy cái đó được. Đúng là độc lạ thật. Tính ra là cái con ngựa xương á, lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc đời, nó cầm cung nó bắn được luôn. Kiểu không ngờ tới mà, kiểu bất ngờ chứ bà già, hiểu không? Đó. Bất ngờ thiệt. Ok, rồi tiếp nè. Tiếp theo là gì đây? Chúng ta có thấy là một anh chàng đang hình như là đang đi mai đào mấy cục than thì phải. Ok, và sẽ có chuyện. Cái gì vậy? Hả? Ờ khoan từ, hình như từ nãy giờ tôi cười nhiều quá sao Sam? Hình như là tôi kiểu như là vậy là tôi cười rồi. Ây da. Không sao, lần này tôi sẽ không cười, cái mặt tôi sẽ bình thường, cái mặt tôi sẽ nghiêm. Đó, nói chung là video này á là cái ngọn núi nó biến thành nó mọc chân. Núi mọc chân biết đi. Hình như tôi mới cười nữa hay sao. Thôi bây giờ mình như thế đi, bây giờ mình cười to thì okay, mới tính. Cười, ok, cười ha 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 đi. Cười ha 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 thì đúng mới rồi. Tính. Ok, rồi vô. Mệt tiếp rồi. Nha. Rồi. Thì cái ngọn núi này chỉ đơn giản là nó mọc chân ra xong nó chạy thôi. Ờ tôi biết thắc chứ không buồn cười. Chắc là nó bị đau quá, nó bị đánh đau quá cho nên đứng dậy chạy á. Ok. Là gì đây? Đang tròn á chắc. Một ông Steve đang xoay. Ô, đỉnh vậy. Ô trick hả? Có thật hả? Ê hình như tôi mới cười phun nước miếng luôn á. Dạ. Oh my god. Không nhớ, có thật không nhớ, hay vậy? Đỉnh vậy, mà nghĩ có thiệt không? Không biết. Đây là Minecraft Bình Dương cho nên à, bà đừng tin là tôi tất xuống... cả mọi thứ đều không có thật, nó là ở Bình Dương. Không, tôi về xuống Bình Dương mới có. Tôi xuống Bình Dương. Bà phải tải game Minecraft tại Bình Dương thì mới có thấy không? À, rồi. Bình Dương là quê của tôi các bạn ạ. À. Tôi rất yêu quê hương của tôi bởi vì nó rất độc lạ. À, ok, em tiếp em nha. Về Bình Dương thăm luôn à. Ok. Xây cổng địa ngục nè. Không xây được luôn. Ủa, sao xây cổng địa ngục? Tôi nhớ là đốt một quẹt lên là nó phải ra cái cổng chứ ta. Là chắc chắn là xây cách khác, hiểu không? Ok, để xem coi chuyện gì sẽ xảy ra. Nó xây cái gì đây? Ủa, cái ngọn lửa nó đứng lên kìa. À, sao nó cười vậy trời. Ây da, cái tính của tôi với bạn là tôi rất là dễ cười luôn. Có thể tôi thấy cái gì đơn giản là tôi cũng sẽ cười. Không, tại vì ông độc lạ. Ok, nói chung là cái này là cái ngọn lửa. Không ngờ luôn á. Nó đứng dậy xong nó chạy. Oh my god. Rồi tiếp nè, thì bây giờ chúng ta đã thấy là một con chó. À cái này là bé mưa. Và một nhân vật đang cầm một cái que xương và cho cái con chó này nó ăn xương. Ok. Ủa, gì vậy? Ủa sao cho mãi không được vậy? Ủa. Ủa cái gì? Ủa tôi cười đó rồi, cái gì? Cái gì? À mà búng đau quá à. Ai vậy ông cười chứ? Không, tại vì tôi nhìn mấy cái này tôi bị bất ngờ, sao tôi cười không? Lạ quá ta, từ bây giờ. Bình thường là trong Minecraft là người thu phục con chó. Đúng còn rồi. Này là con chó thu phục lại người luôn. Vậy là gì từ? Độc lạ Bình Dương thiệt. Con chó đi bằng hai chân. Sao nữa? Oh my god. Rồi bây giờ nó là con người cắn mình đúng không? Không biết. Ok, rồi bây giờ là đi hay xuống dưới địa ngục nè. Ok. Con quỷ lửa. Quỷ lửa. Ui. Trời nước với con quỷ lửa, con quỷ lửa tắt luôn. Oh.
Wow, hay á, hay á, hay á. Cái này hay, cái này hay, cái này hay. Cái này nên học hỏi, cái này nên học hỏi. Được, được. Nhưng mà không làm được. U đang cười vết không cực nè. Bây giờ là u. Lại skip các bạn. Một Chờ. Tôi đau đầu quá. Tôi đau đầu với cái video này quá mày ạ. Tôi quá đau đầu với cái video này luôn. Cảm giác mà mình làm Minecraft mà mình nghĩ là cái này có thật không vậy? Cái này á tôi chưa bao giờ thấy ở trong Minecraft luôn á. Tôi thật sự là bởi vì tôi đang cảm giác rất là đau đầu với cái video này luôn á bạn. Thật sự luôn á trời. Chơi Minecraft 5-6 năm mà tụi mình bị sang chấn tâm lý mà. Tôi chơi Minecraft mấy năm trời rồi mà bây giờ đây lần đầu tiên tôi thấy cảnh này luôn á. Trời là trời. Hay thật. Hay thiệt, bình thường á tôi cưỡi con heo trong Minecraft á, con này là con heo cưỡi mình. Heo cưỡi là con người ghê thiệt. Ồ. Oh. Wow. Hay vậy? Wow, sử dụng bột xương để làm cho block nó to hơn. Wow. Ui là chuyện gì xảy ra đây ta? Nếu như bây giờ mà sử dụng cái cần gạt này và bật cái này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ồ. Nó đẩy mất cái ngôi làng luôn. Wow. Xịn vậy? Ghê thiệt. Ồ. Ui, cái kia có thật nha. Bởi ngôi làng luôn bạn ơi, ghê thiệt. Wow. Một khối làng không, nguyên một khối chứ không phải là... Ô. Wow, ghê. Cái này hay nha. Ok. Uống heo ăn nhiều rồi, vậy. Bây giờ là cho con heo ăn nè. Sau đó là... À, tôi chưa cười thành tiếng nha. Ủa, trời ơi, miếng thịt heo lạ vậy. Từ miếng thịt heo Ender. Miếng thịt heo, trời ơi, miếng thịt heo được làm bằng ngọc Ender bạn ơi, ghê thiệt. Ê, vậy là nếu mình ăn này bị gì không? Không biết, chắc là mình ăn mình sẽ dịch chuyển á. Đâu để coi các bạn này, bạn có ăn không ta, để mình xem thử nha. Có ăn không? Ơi ăn luôn nè, có dịch chuyển không? Ui, dịch chuyển nè. Ghê. Ê, ăn xong chuyển sinh luôn á. Đúng là Minecraft độc lạ, thiệt sự luôn á trời. Quá ghê luôn mấy okay. Ok, và bây giờ là một con bò. Con bò này bị mút sữa nè. Rồi, lấy sữa. Lấy hết sữa. Rồi, Steve làm gì đây? Lấy luôn con bò. Nó bất ngờ đến nỗi mà tôi không thể nào tôi nhịn cười luôn các bạn. Nó bất ngờ á tôi. Thật ra nha, có thể bạn xem video á, có nhiều cái bạn sẽ không thấy mắc cười. Nhưng mà bởi vì mình mắc cười là bởi vì nó quá bất ngờ. Cái tính của mình khi mà cái gì nó bất ngờ quá mình sẽ bị mắc cười các bạn. Tôi không có ngờ là lấy cái xô múc nguyên con bò. Tôi không nghĩ luôn nè, giống kiểu đập đánh con bò cho mất xong rồi còn gì ta lấy hết bò luôn các bạn. Thôi chịu. Ice. Ui chán, tôi giờ trắng nha các bạn. Ok, tôi nhất định phải cúng lại Sam. Ê, nó sưng cục rồi Phong ơi. Kệ tôi, ok. Tiếp nè. Rồi. Tôi không cười nữa. Quá là bất ngờ luôn các bạn ơi. Là lấy cái xô múc con bò xong uống cái con bò vô cái biến thành con bò luôn. Wow, hay quá. Đúng là Minecraft đập lạ. Bây giờ đây là một cái chuồng gà nè. Lấy một cái trứng gà. Ê, bây giờ đón đi. Tôi đoán là cái trứng gà này đập xuống đất xong nó sẽ thành con rồng Ender. Không, đoán là gì? Nở ra con voi biết bay. Đó, con voi biết bay hả? Ừ. Ok, được rồi, để xem thử coi ai đúng nha. Cái độc lạ lên chứ tôi, ông rồng Ender có gì. Cái video đâu? Này nó rất là độc lạ luôn cho nên đúng chúng rồi. Ta không thể suy nghĩ bình thường được. Ok. Ok, để xem thử coi nó ra cái gì nha. Để xem coi. Thấy chưa? Tôi đoán đúng. Sao biết được? Thấy chưa? Quăng ra nguyên con rồng Ender luôn. Mày thấy mình đoán đúng không bạn? Trời ơi, tôi biết ngay mà. Nguyên con rồng Ender. Trời ơi. Ok, và đang đập quả trứng rồng ra. Muốn đập được luôn hả? Tôi tưởng là phải dùng cái máy đẩy vậy. Tôi nhớ. Ủa? Sao quả trứng gà thì ra con rồng, còn quả trứng rồng thì nó lại ra con gà là sao? À, nhức đầu quá bố ơi. Tôi dạ, đau quá. Tôi xem video này xong tôi bị đau đầu quá bạn ơi. Tôi mất trí nhớ chết rồi. Ông là ai vậy? Ông là ai vậy? Tôi không biết. Ủa con bà nào vậy? Ôi, thôi, ôi trời. Minecraft này đặc biệt quá. Ê khoan từ ngồi xem cho hết chứ. Ai rồi chưa hết trời mà. Nhớ. Trời ơi mấy bạn mới có cái cảnh báo không được xem video quá lâu nha. Bị không đó. Mấy bạn mà xem cái video Minecraft này quá lâu thì mấy bạn sẽ quên luôn game Minecraft chơi sao các bạn. Ok. Kiếm một enchant lên. Lấy một cái kiếm enchant lên. Sau đó là dùng cái kiếm này đánh con heo đúng không? Con heo. Ủa rồi sao nữa? Nó ra. Từ từ. Có cái gì đó nè. Từ từ bình tĩnh chúng ta xem đúng đi. Chắc là nó sẽ có cái gì đó. Nó phải đặc biệt nè. Ôi rốt cuộc nó có gì đặc biệt ta. Rốt cuộc nó có gì đặc biệt ta. Nó vừa làm mình tốn 5 giây cuộc đời. Trời ơi, nó tốn thời gian rồi xem ghê luôn á trời. Trời ơi, nó dẫn dắt mình nó bạn. Ok, thôi không sao, tiếp. Từ nãy giờ nhiều cái độc lạ lắm rồi. Ok, đốt con Creeper lên nè. Ủa, đốt được hả ta? Được, con Creeper đốt được, mà con gì không đốt được bà nội. Tôi đốt bà còn được nữa, đừng nói Creeper. Ok, và chuyện gì xảy ra? Ủa? Ủa? Đốt xong cái là hết video hả ta? Ủa, cái gì kỳ vậy? What? Tỉnh luôn à, mày không hết video tôi cười. Tại vì nó
loạn xẹt á. À không, ba cười vẫn tính. Hết clip chưa? Hết đi rồi. Hết clip nhưng hết hồi nào vẫn còn mấy giây nè, ba cười rồi. Không, không nói nhiều, không nói nhiều. Đưa cái chén đi. Cuối clip là bây giờ. Đưa cái chén vô, đưa cái chén này. Và bây giờ đang là một cái người đang đi câu cá. Và what? Cái gì vậy? Ủa sao có... Một con cá đang câu cá. À không, nó câu con người luôn. Trời ơi. Oh, một con cá nó đang câu con người các bạn ơi. What? Không ai ngờ được. Trời ơi, không ai ngờ được luôn á. Ở gì đây rồi, giờ là một con heo. Sau đó đánh con heo nè. Rồi. Tới công chuyện rồi. Này này. Trời ơi, con heo này hơi bị đỉnh nha các bạn. Ông nên nuôi con heo đó. Ờ, tôi nuôi con heo đó để mỗi lần bà đánh tôi thì con heo đó nó sẽ đánh bà. Ok. Em cứ giường vô đi ngủ. Ủa? À tôi biết rồi, buổi tối á mấy con dân làng á là nó sẽ kiểu thấy trời tối là nó sẽ vô cái giường nó ngủ phải không? Nhưng mà ở đây nhiều mấy con dân làng quá cho nên nó xếp chồng lên nhau nó ngủ luôn. Giường của người ta đứng dành ngủ vậy? Vô duyên quá. Ok, xếp chồng lên luôn. Wow. Bất ngờ thật sự bạn ạ. Lạc đà. Bây giờ là hai người đang cưỡi lạc đà. Được luôn hả? Được luôn hả bạn? Trời ơi, con lạc đà nó dài ra. Trời là trời. Rồi tiếp nè, bây giờ là một cái thẻ tát. Sau đó sẽ đặt cho một cái tên khác. Ok, và sau đó làm gì đây? Đem cái thẻ tát ra ngoài. Gắn cho cây kiếm hả? À, gắn cho cây kiếm. Và chuyện gì sẽ xảy ra? Ok, một người lại lấy chậm. Ôi, đứt cái tay ra ngoài luôn. What? Oh my god. Ok. Đúng thiệt là Minecraft độc lạ Bình Dương các bạn à. Trời ơi. Tôi thề luôn, tôi xem cái video này mà hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ, nó làm tôi cười liên tục bởi vì là quá bất ngờ các bạn ơi, thiệt luôn á trời. Ok. Thôi nói chung là hôm nay Sammy xem video này Sammy cảm giác như thế nào? Tôi nói chung là nó bất ngờ nhiều hơn chứ buồn cười cũng có, nó chỉ là bất ngờ nhiều. Ừ, còn tôi độc lạ. Còn cái tính của tôi là mỗi lần tôi bất ngờ gì đó tôi rất là dễ cười các bạn ạ. Đau quá. Bởi vì cho nên bị bún đau muốn chết nè. Thôi không sao. Nói chung là hôm nay bọn mình đã cùng nhau reaction một cái video Minecraft độc lạ Bình Dương cho bạn xem rồi. Thì nếu như bạn thích bọn mình làm thêm nhiều video reaction về cái Minecraft độc lạ Bình Dương này nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình thì mình hơi bị thích cái những cái video này luôn á. Chắc chắn là mình sẽ làm thật là nhiều những cái video reaction nữa. Ok. Và mình sẽ để lại cho bạn này một like ở bên dưới. Ok, quá hay luôn. Để lại một like. Yeah, đăng ký rồi nha. Nhấn vô cái chuông luôn. Ok. Mấy bạn cũng nhớ đăng ký và nhấn vào cái chuông của mình luôn nha các bạn. Ok, bây giờ còn mấy gì? Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye.